Đảng ủy phường Long Toàn và Long Tâm, thành phố Bà Rịa tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngành tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận của Đảng, văn phòng cấp ủy và 76 năm ngành kiểm tra Đảng và 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của các ngành xây dựng Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng tại các địa phương, cũng như những thành tích, mô hình mới, cách làm hay trong công tác dân vận khéo, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Toàn và Long Tâm trong thời gian vừa qua. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Toàn trao tặng 90 phần quà nhằm biểu dương và động viên tinh thần cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Hương, thành phố Bà Rịa tổ chức hội thi tìm hiểu các tiêu chí về đô thị văn minh, xây dựng phường văn minh đô thị. 4 đội tham gia tranh tài ở 3 phần thi gồm tự giới thiệu, kiến thức chung và xử lý tình huống. Hội thi nhằm khẳng định vị trí, vai trò của cán bộ khu phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và giữ vững các tiêu chí khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị.